gì thì mình có thể sức được, thì nếu tiền vốn chi luôn, có vốn này nọ luôn rồi làm gió cỡ tiền chi 4 tỷ tới chừng khi mình thu cho màu ăn, mà khi mình thu được làm gió cũng cỡ làm cái số vốn 3 ngọn tư này cũng được 3 tỷ nếu mà cái gió từ chiều 3 chiều tốn chưa lên. Em này nuôi 16 tháng rồi nè. Tầm đây vẫn khí hơi tí. Tầm này đương là 1 triệu 750 ngàn nè. Một con này.